Hello mọi người, xin chào quý vị và khán giả đã quay trở lại với Tết Home. Mình là Minh Thúy. Hôm nay thì mình sẽ giới thiệu với mọi người một phong cách thiết kế nội thất rất là đặc biệt mà mình nghĩ là khách hàng của Tết Home và những khán giả đang xem video ngày hôm nay sẽ cảm thấy rất là thích thú về phong cách này. Đó chính là phong cách Indochine. Ngày trước thì mình đã giới thiệu mọi người những phong cách hiện đại này, tropical này, hoặc là tân cổ điển. Thì trong phong cách này mình hy vọng là các bạn cũng cảm thấy hay và bổ ích. Ngoài ra thì mình sẽ có mặt trong một cái căn hộ mẫu tại dự án Bay River Garden để giúp mọi người có thêm những cái nhìn chân thực nhất về phong cách này. Và hy vọng là các bạn cảm thấy video hay thì hãy tặng mình một nút like và subscribe để mình ra được thật là nhiều những cái video bổ ích hơn nha. Và bây giờ thì chúng mình bắt đầu luôn nha. Hiện tại thì mình đang có mặt trong căn hộ mà ngày hôm nay mình sẽ review mọi người, một căn hộ mẫu tại dự án chung cư Bay River Garden. Thì như mọi người thấy thì căn hộ này mình có chia sẻ ở đầu video, đó chính là một căn hộ mang phong cách Indochine và một chút tân cổ điển. Thì Indochine ở đâu và tân cổ điển chỗ nào thì mình sẽ bắt đầu review căn hộ này luôn nhé. Ngay phía dưới chân của mình như này, mọi người nhìn thấy không? Đây là một trong những cái điểm rất là đặc trưng của phong cách Indochine, đó chính là hệ gạch bông này. Gạch bông mọi người có thể nhìn thấy nhá. Mình sẽ nói thêm về phong cách Indochine thì chính xác hơn thì có thể gọi phong cách Indochine là phong cách Đông Dương. Thuật ngữ này được người Pháp sử dụng để gọi những nước thuộc bán đảo Đông Dương như Việt Nam, Malai hay là Lào, Campuchia. Nói chung là thuộc bán đảo Đông Dương nhé mọi người. Cái hệ tủ này thì mọi người đoán xem là hệ tủ này còn được sử dụng để làm gì? Mình đoán đây chính là kệ để giày ấy, tủ để giày đấy mọi người ạ. Đó. Còn có những cái tay nắm phụ rất là đẹp, mạ vàng này. Đó, bên trong có rất là nhiều ngăn mọi người có thể để giày dép hay là chìa khóa, áo mưa hay là phụ kiện các thứ để mọi người có thể trước khi ra ngoài để vào nhá. Tiếp theo, đây là một cái khu bếp. Theo mình thì khu bếp này rất là xinh với một cái gam màu rất là trắng này, trắng tinh luôn. Đó, sạch sẽ với bề mặt là được ốp đá trắng. Thì ở trong phong cách này thì xuyên suốt là những cái điểm nhấn với cái hệ cửa chớp như thế này. Cửa chớp, cửa lá sách, đó, hệ giá bát này. Ngoài ra thì trong căn hộ này chủ đầu tư còn để thêm một số những cái lọ hoa rất là xinh xắn đấy mọi người. Tiếp theo, khu vực mình muốn giới thiệu tiếp thì đây đi. Một chiếc bàn ăn rất là rộng, mọi người thấy sao? Chiếc bàn ăn này theo mình thấy thì nó là mang phong cách tân cổ điển nhá. Đây chính là phong cách tân cổ điển này. Ngoài ra thì như vừa nãy mình có bảo mọi người là một căn hộ được kết hợp giữa phong cách Indochine và phong cách tân cổ điển, thì những cái phong cách tân cổ điển được thể hiện rõ hơn ở những cái món đồ decor hay là những cái đường phào chỉ ở trên này, mọi người thấy không? Rất là đẹp. Tiếp theo, đây là một chiếc bàn trang trí. À đúng rồi mọi người nhá. Trong phong cách Indochine thì thường sẽ sử dụng những món đồ nội thất có màu khá là sẫm, ví dụ như màu nâu trầm này, nâu đậm này, kết hợp trên cái nền tường trắng. Đấy mọi người thấy không? Cảm giác nó vừa rất là thân thuộc mà lại rất là sang trọng, đúng không nào? Tiếp sang đến khu vực phòng khách. Khu vực phòng khách thì đây mới gọi là sự kết hợp hoàn hảo giữa tân cổ điển và Indochine nhé mọi người nhé. Một chiếc sofa với chất liệu bằng nỉ. Chất liệu nỉ nhung được thiết kế phối giữa gỗ và cả vải nỉ. Có những cái đường nét rất là mềm mại thì mình nghĩ đây là bộ sofa được làm và được thiết kế theo phong cách tân cổ điển. Còn chi tiết mà hiện lên Indochine ở đâu thì mọi người có thể nhìn thấy là những cái gam màu như thế này, những cái hệ tủ như thế này. Đó. Bên trên này còn được thiết kế thêm một chiếc tranh này. Nói chung là mình thấy rất là hợp lý, rất là đẹp này. Gam màu xanh được lặp lại ở trên bức tranh này, đó.
À, ngoài ra một cái gam màu sắc mà rất là quen thuộc đối với những căn hộ mang phong cách Indochine đó chính là những cái gam màu xanh củ vịt như thế này nhá. Mình sẽ đi tiếp khám phá tiếp nha. À, đâu? Bên này. bên ngoài này là một chiếc lô gia rất là xinh. Có thể để cây này, đấy mọi người thấy không? Rất là đẹp. Một chiếc kệ tivi với những cái gam màu rất là trầm. Những cái tay nắm cũng rất là đặc biệt. Món đồ decor thì mình chắc là sẽ không cần phải nói quá nhiều, bởi vì những cái phụ kiện decor ở trong căn hộ này rất là đẹp, được chủ đầu tư lựa chọn rất là kỹ lưỡng. Bên trên là một chiếc đèn chùm. Một chiếc đèn như thế này thì mọi người biết, nhìn là mọi người có thể cảm giác thấy là nó mang đậm cái phong cách tân cổ điển rồi đúng không nào? Tiếp theo, mọi người hãy đi cùng mình nhá. Trước khi sang đến phòng ngủ thì khu vực nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh mình rất là thích luôn đấy mọi người nhá. Đây chính là một cái điều mà mình rất là thích, vách ốp đá với thiết kế kiểu như thế là những cái mái đình ấy, mọi người thấy những cái viên gạch ở trên những cái mái đình mà được sắp xếp kiểu như thể là những chiếc váy cá đúng không? Đó. Ngoài ra thì những cái món đồ ở trong này thì rất là xịn sò với mấy chiếc tủ này. Đó. Mình thấy rất là tiện lợi này. Rất là đẹp, gam màu rất là xinh đấy. Đó là cái màu xanh cổ vịt mà mình rất là thích. Tiếp sang đến bên này nhá. Bên này là phòng ngủ này. Phòng ngủ thì có một cái diện tích cũng khá là vừa phải. Tuy nhiên thì được thiết kế rất là đầy đủ và cảm giác rất là nhẹ nhàng và thư thái. Phong cách tân cổ điển thể hiện trong căn phòng này thì mọi người thấy ở điểm nào? Là những cái đường phào chỉ được uốn ở trên những cái bức tường này, hay là những cái phụ kiện các thứ được kết hợp thì mình thấy rất là đẹp. Chiếc tủ này nữa này. Và đây là giấy dán tường họa tiết rất là đẹp. Mọi người thấy cái hướng tay của mình vừa chỉ đây là một hệ tủ quần áo. Hệ tủ quần áo với cũng là cánh lá sách này. Vừa phải thôi nhưng mà mình nghĩ là cũng đủ để có thể sử dụng rồi. Đó. Bởi vì đây là phòng ngủ phụ mọi người nhá. Bây giờ mình sẽ sang đến phòng ngủ tiếp theo. Xuyên suốt trong căn hộ này đó chính là những cái gam màu rất là trắng. Trắng tinh luôn ấy. Đây, phòng ngủ tiếp theo mình sẽ đưa các bạn vào nha. Mình nghĩ đây là phòng master. Luôn luôn là những cái điểm thiết kế, những cái dấu ấn của phong cách Indochine nhá. Đây, mọi người thấy không? Mọi người thấy sao nếu như mà được sở hữu một cái không gian phòng ngủ được kết hợp giữa phong cách tân cổ điển và phong cách Indochine? Rất là đẹp đúng không? Thật sự thì đây là căn hộ đầu tiên mà mình review về phong cách Indochine đấy mọi người. Mình cảm thấy nó khác lạ hoàn toàn so với những căn hộ mang phong cách hiện đại ngày trước mình đã từng review. Thì ở khu vực này với một cái khoảng view như này được đặt một chiếc bàn trang điểm ở đây. Mọi người ngồi tại chỗ này và make up trước khi đi ra ngoài hay là chỉnh trang lại trang phục thì cũng rất là thú vị đúng không nào? Mình rất là thích cảm giác một cái không gian rất là nổi bật giữa những cái gam màu, những cái màu sắc khá là mạnh, màu xanh kết hợp với màu trắng ấy. Rất là... À đây, trên này có một chiếc kệ tivi. Chiếc kệ tivi này thì phải nói là đậm chất Indochine, đậm chất Đông Dương. Bề mặt là, mình nghĩ đây là bằng chất liệu là gỗ công nghiệp và bề mặt là sơn in tem nhá. Sơn in tem. Nói chung là tuyệt vời. Thì bây giờ mình sẽ sang đến khu vực tiếp theo nha. À, nhà vệ sinh này. Nhà vệ sinh lại là những cái điểm thiết kế mà giống như nhà vệ sinh chung vừa nãy mình có giới thiệu mọi người ấy. Đó là hệ ốp đá rất là đặc biệt. Cảm giác rất là sạch sẽ. Và bên này. Bên này thì là một... phòng ngủ rất là xinh xắn luôn mọi người ạ. Mình nghĩ là nếu một cô gái nào mà được sở hữu cái không gian phòng ngủ này thì sẽ cảm thấy rất là tuyệt vời. À, đây, vách ốp, à đâu, đây là giấy dán tường, họa tiết là hoa cúc. Thì trong phong cách Indochine thì mọi người thường hay sử dụng những cái họa tiết như thế là hoa văn, cây tùng, cúc, trúc, mai. Thì đây, như mọi người nhìn thấy trên vách ốp tường này cũng rất là đẹp.
cảm giác khi mà các bạn nhìn vào cái khoảng tường này sẽ vừa mang một cái cảm giác là thân thuộc và vừa mang một cái cảm giác là rất là sang trọng hiện đại của phương Tây. Khu vực này mình cũng rất là thích nha mọi người, đó chính là khu vực để các bạn có thể chỉnh trang lại trang phục trước khi mà các bạn đi ra bên ngoài, một chiếc gương rất là xinh. Bên dưới là một chiếc ghế này, ngồi đây có thể là đi giày dép các thứ, xong rồi sau đấy là ngắm lại trang phục xem đã chuẩn chỉ chưa, sau đó sẽ bước ra bên ngoài. Khu vực tiếp theo mà mình muốn chia sẻ đây là một chiếc kho. Một chiếc kho trong này thì gia chủ khi mà sử dụng có thể để đồ ở đây. Trong này cũng khá là rộng, mọi người có thể để được rất là nhiều đồ, vali hay là hành lý gì đấy nhá. Với một phong cách rất là đặc biệt, kết hợp giữa văn hóa phương Đông và cả văn hóa phương Tây, một chút gì đấy rất là lãng mạn của nước Pháp, ngoài ra thì còn có thêm những cái nét gần gũi thân thuộc của Việt Nam, thì hy vọng là các bạn cảm thấy video ngày hôm nay mình chia sẻ hay và bổ ích. Ngoài ra nếu như mà các bạn muốn thiết kế hoặc là sở hữu những căn hộ mang cái phong cách thú vị và đặc biệt như này thì hoàn toàn có thể liên lạc với Tết Home qua số hotline là 0962 511 511 để bên mình hỗ trợ tư vấn các bạn những cái mẫu thiết kế như thế này nha. Ngoài ra thì các bạn đừng quên like và subscribe kênh Tết Home của chúng mình để xem được thật là nhiều những video bổ ích mà Tết Home chia sẻ nhé. Và bây giờ thì mình xin chào và hẹn gặp lại mọi người nha.